Thưa quý vị, nhiều người sẽ giật mình khi đọc trang đầu của tờ Tuổi Trẻ sáng nay. Bán hàng trên Facebook phải nộp thuế. Bài viết sử dụng hình ảnh đặt hàng trên mạng được giao tận nơi mà không có hóa đơn để dẫn vào quyết tâm của ngành thuế, đó là thu thuế loại hình kinh doanh trên mạng. Tại sao bán hàng trên mạng lại phải đóng thuế? Vì có đến 35% doanh nghiệp, hàng triệu cá nhân, hộ kinh doanh đang bán hàng trên Facebook với doanh thu cả tỷ đồng nhưng không nộp thuế. Đây là điều không công bằng với người nộp thuế, bởi hiện nay nhiều người bán quán ăn, quần áo cũng phải đóng thuế. Vậy không đóng thuế thì có phạm luật hay không? Câu trả lời là có, vì từ tháng 1 năm 2015, các cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội đã phải đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức là sàn giao dịch thương mại điện tử và phải đóng thuế. Thế đã có cá nhân nào nộp thuế hay chưa? Tôi nghĩ là chưa. Nếu mà có thì chắc ngành thuế sẽ không quyết tâm truy thu đến vậy nếu có người tự giác nộp, vì cũng là cùng một câu chuyện. Trái luật nhưng khó kiểm soát đã làm nóng mặt báo suốt 3 năm, từ trước đến nay vẫn không có gì thay đổi. Tờ Thanh Niên 3 năm trước đã bình luận rằng khung pháp lý thì có nhưng mà tính khả thi thì gần như bằng không. Lý do là tài khoản thì ẩn danh, máy chủ thì đặt tại nước ngoài, yêu cầu tự giác đăng ký và nộp thuế thì là chuyện viễn tưởng. Chị Ngọc Trinh, chị có biết vì sao người ta lại nói chuyện nộp thuế khi mà bán hàng trên mạng là một chuyện viễn tưởng hay không? Tôi nghĩ rằng là có lẽ là đến từ hai lý do, và hai lý do này thì đến từ chính bản thân cơ quan thuế cũng như là cái người mà đang kinh doanh trên Facebook, bởi vì quản lý thông tin và ý thức chính là hai cái điều quan trọng để mà những cái người bán hàng trên Facebook họ có cái nghĩa vụ nộp thuế. Chẳng hạn như là ở những cái quốc gia phát triển thì tôi thấy là cái hạ tầng của họ cũng rất là phát triển, và chính vì thế mà cái việc quản lý thông tin cá nhân của họ rất là chính xác, và kèm theo đó là ý thức của người dân cũng cao trong cái việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhưng mà lúc này thì tôi lại muốn hỏi ngược lại anh một câu là chẳng lẽ cơ quan thuế bó tay hay sao? Theo như những cái tín hiệu mà tôi nhận được đến ngày 19 tháng 2 vừa rồi từ cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không đến nỗi là như vậy. Cũng đã có một vài đề xuất xem ra là khá khả thi. Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương đề xuất phải làm việc trực tiếp với Facebook để quản lý nguồn thu. Các phòng chức năng của Cục Thuế thành phố thì sẽ rà soát các tài khoản của tổ chức và cả cá nhân có kinh doanh trên Facebook. Và quý vị hãy chú ý hình ảnh này. Bởi vì bất cứ cửa hàng online nào cũng đều có một thông tin tài khoản ngân hàng để giao dịch. Và sắp tới thì rất có thể ngân hàng sẽ lọc lại những số tài khoản này và cung cấp cho ngành thuế. Tức là nhiều cơ quan chức năng sẽ cùng phối hợp để tìm mọi cách giải bài toán thất thu thuế. Thưa quý vị, ai đi ngoài đường thì hay để ý đến một cái pano tuyên truyền đóng thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân như thế này. Nhưng xem ra thì chẳng người kinh doanh nào xem đó là quyền lợi cả. Vì nhiều lý do, dù tiền thuế là nguồn thu quay lại phục vụ cho đời sống của người dân. Pano thì mỗi năm thay đổi một lần, nhưng nội dung thì vẫn như vậy. Thiết nghĩ bản thân ngành thuế muốn hết đau đầu và người dân tự ý thức đi đóng thuế thì có lẽ nội dung pano nên đổi thành cần niềm tin vào sự minh bạch tiền thuế.